lóc ít lương ngoài là... ôi, mấy con lươn lương cũng chặt cái đá ôi đúng rồi đá sướng chặt bừng chảo bá luôn được hai giờ. Cả nhà xem video của Hồ Sen Vlog về, cả nhà thấy yêu mến Hồ Sen Vlog hay là thấy có vất vả cực khổ gì, cả nhà cho Hồ Sen xin một like và một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xuống được không á, có xuống được không á, trên á, trên ở đây chú bắt nha. Đây cả nhà, nó lết ra này cả nhà, đấy cái hang đấy. Đấy. Trời ơi, con lươn nó đường cắm xuống hang. Ơ, hai con à? Hai con. Con lươn, lươn. Đây. Cá. Thì nó đâu? Đây. Thấy à? Thấy bự ạ. To, ui chắc không kia. Đây, nghe đây nè, trời ơi, cái gì, cái con gì nhiều ghê Vinh, cái con gì mà nó quá trời đây, nó kêu ở đây mà, đây rồi, cái nhà ơi, cái nhà, cái chưa cái nhà. Thấy chưa kìa, không nhỏ hơn con nãy luôn. Trời ơi, cái con này nó bay vào mặt quá trời, nó chạy nãy giờ này chuột mà. Đây kìa nè, thấy chưa, năm sáu con rồi đấy nè. Để khui nước cho nó cái cạnh này. Chào cái bì nó thủng. Ở đâu đây có một con nó lằn quằn đi rồi nha. Có vết này nha. Thấy chưa? Một con. Ok bụng nha. Bắn rồi, bắn quá. Trời đã thế cả nhà ơi, đường vàng que luôn. Trời cái bì này nó mới thủng một lỗ là thua luôn á. Nhưng mà nó đang nghiền răng rồi. Con này chết rồi. Đây, đúng rồi. Đây một lần nữa cả nhà. Nó đang nghiền răng rồi. Đúng cái hang luôn á. Đây cả nhà, không to nhưng mà phải mồi con được. Em bắt con này nè. Để kiểm tra lại coi có con nó da rồi cho nè. Đặt sợ nó da, ừ chắc còn chưa da cái nè. Nó mà thủng lỗ nó da hết thì ăn cám. Nay cầm cái bì này đi thua cái nè. Lên hả? Lên đi. Ở đây cái nhà, một cái vô cạn này cái nè. Cái vô nó mắc cạn này đây. Nó lết lết đây nè. Tí đi soi cạn đây nè. Thấy chưa? Bắt đi. Đây nè, cái nè. Đang phát hiện ở đây có mấy con cá nó mắc cạn nữa đây nè. Đây, con cá này, cho nó xuống nước đi. Đây, con cá này bự nè. Con cá này bự nè. Tối đi mồi càng bắt thọt không thôi. Đây rồi, rồi đây có mấy con lết rồi đây. Xuống đây đi xuống đây đi này. Đây là ồ cá vô, ồ cá vô cạn nó nằm luôn kìa. Đây cả nhà thấy không, cá vô này. Đây còn một con cá vô cạn chà bá luôn nè. Đấy
Đây, bớt cả cạn rồi, mê luôn. Mê luôn. Đây này cả nhà, ui trời, vung mánh đây, vung mánh đây cả nhà. Thấy chưa này, đó. Ôi, từ từ, ở đằng trước con nữa cả nhà. Đây, đây cả nhà, thấy không, con cá chê, cá chê đồng. Đấy, đây một con nữa nè, đấy, con cá sợp. Nó lên đất này, nó hết đi được rồi. À, đằng kia con nữa nè, đây cả nhà, đó. Vung mánh này, vung mánh này cả nhà. Này vô mánh cá với lươn nữa cả nhà. Cả nhà thấy, cả nhà thấy chưa, cái dấu vết nè, mày bưởi đấy, cái thế mà lụm thôi. Tình nghi con gì ở đây cả nhà, đây, chắc con lươn rồi, con lươn con lươn mắc cạn nữa cả nhà ơi. Đây nè cả nhà ơi, con quần nè cả nhà, thấy chưa, đấy cá rô rầm nè cả nhà, nó mắc cạn rồi đây. Ô tụ con cá nó nằm im queo trời. Thế nè, thấy con cá rô nó nằm im queo. Cá rô đồng to lắm nè, nằm im queo luôn. Đây là một con cá nằm cạn nữa cả nhà. Bắt cá cạn đi tối đi, soi cá cạn xuống lắm nè. Ở trên này nó đen đen. Thấy nó đen đen là tình nghi là mò này, kiểu gì cũng có. Đây, cá rô đồng rồi cả nhà. Thấy sao? Em biết mà, đen đen à. Biết. Ui, đây, 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 đây. Đây, đây, cái đèn pin em nó hết pin rồi. Bây giờ kia dùng đèn bằng điện thoại thôi. Bằng đèn điện thoại thôi. Cá rô đồng rồi cả nhà. Nó bự chưa? Thả quá luôn. Biết đâu con trắng đen rồi. Ôi, nó đen thui, không phải đâu. Không phải con mông. Phải không? Con hổ con. Thì ghê quá. Mình sợ nhất mấy con này cái đời đi. Đây, dấu vết nữa đây. Ui, tạp bá luôn. Con gì đây? Không phải, con lươn. Sợ con rắn có con gì đây, con lươn không ấy ra cho cái nhà xem được, cái nhà không có nước giữa đâu, trên buồn cạn không nước giữa cái nhà. Ú con cá rô à, con lươn nó nằm luôn rồi cả nhà, thấy chưa, đây cá rô rồi cả nhà, con lươn nó nằm luôn rồi này. Đấy nó đuối rồi, nó lên buồn này nó không đi được đâu. Cái này mình hết thấy đường này, đây cá này cả nhà, cá rô lên cạn hết đường đi. Đây có cái lỗ này, con cá gì đi đâu đây rồi, à đây à, đây 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 rồi, phân theo dấu vết nữa cả nhà, thấy đây cả nhà, đấy nó sẽ ra đây, đây đây nó này. Ủa, nó mới đây nè. Cá rô. Đây rồi, nó đi xuống đây nè. Nó đi xuống đây nè. Đây cho cả nhà xem cái dấu vết nó nữa nha. Đấy. Thấy chưa? Nó đi đây. Đấy nó đi đây. Đó cả nhà. Săn lùng dấu vết cá này. Đấy nó sẽ đi đâu đây nè. Đây chỗ này. Đây này, cái rô to lắm này nè. Đây giữa cho cái nhà xem đó. Đấy cái nhà, đây 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 đây, đây chưa, thấy chưa, nó đi đấy. Nùng dấu vết nè. Đấy, miết đúng rồi đấy. Đây cái này. Ủa thù. Đây thật to, trà bá luôn. Đấy là đây. Đấy là tìm dấu vết nè. Đây một con cạn nè, cá rô nè. Đây một con nữa nè. Cá gì đây nè. Cạn khu veo luôn. Đây nó lại có dấu nữa nè. À, một con nữa nè. Đây dấu nữa nè, đây nè. Chỉ có mày biết đi đâu. Đây cái này.
cái này. Đây, con cá rô. Cá rô cảnh. Nhiều ốc. Đây, đi xuống đây. Đây, con cá rô đây. Ủa, Lương ngồi đầu rồi đây. Ngồi đây còn gì? Cho nó trần lên. Con cá chạch. Từ từ. Trời ơi, con cá chạch cà bá nữa nè cả nhà ơi. Nay con nhiều cái tật. Con gì thế ghê cả nhà. Lương. Ủa, Lương mà nó ngóc đầu lên luôn rồi cả nhà. Đâu đây cá rô, trời rất to luôn, cá rô to chà bá luôn. Cá rô sợ đau hết cả tay. Trong này 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 chú có rất nhiều luôn. Mới vừa đảo đâu không tiêu à? À, ừ đây nè suối sắm này sắm này sập bé gì đây ôi sao con tua bóng à con cá gì á tròn quay à không biết nữa à, con lương nó nằm trong tua bóng luôn cả nhà trong tua bóng cũng bắt con cháu chuột. Con cá đây nó mắc cạn hết rồi đây, nó mắc cạn này đây. Có mấy con bị chuột nó môi nó ăn luôn đây nè, không quay được cho cả nhà xem đoạn này bắt cá luôn cho cả nhà xem nè, nó rút ở dưới chân nè. Bây giờ em đi về luôn cả nhà, tí về đổ ra cho cả nhà xem nhé. Đây cả nhà, thành quả đây cả nhà. À đấy, hôm nay đi bắt cạn này cả nhà, đã chưa? À, bây giờ em rửa cho cả nhà xem nha, sạch sẽ. Cá rô, hôm nay cá rô với lương nhiều cả nhà, lương bự. Cá sọp, à, lóc ít, lương ngoài nhiều. Ôi, mấy con lươn. Lương con chặt cái đã. Ôi, lương này. Lương. Đã. Sướng nha. Chặt bự chả bá luôn, được hai con chặt bự. Cái nước rửa để cho nó sạch nha. Để em rửa sạch cả nhà xem dễ hơn. Xịt xung quanh em cho nó sạch. Đó hai con mà. Có hai con. Đây tối được hai cái cạch bự rồi đó cả nhà. Đó. Cái cạch đi mắc cạn thôi. Đấy, bự bỏ vào đó. Con lươn con. Các mấy lươn con này thay nuôi đá. Trình trình đầy luôn. Hôm nay được luôn nhiều. Ui rồi đây, đây hai con. Hai con rồi. Đấy, đi tiếp nữa. Đấy, ba cái cạch cà bá luôn, rửa sạch ra. Đấy, đây mới cả đây. Đây, lấy đây và đem. Đây, còn con lươn đây nữa. Im xuôi luôn. Đây thành quả cuối cùng nha cả nhà. Cá chê nè. Đấy, cá sọp là cá rô đồng, còn cá ta không là cá chê ta cả nhà. Còn cá mắc cạn nè. Ôi lương này đã không cả nhà. Đấy. Được 2 kg là ngon đấy. Đây cả nhà.
Lấy cái đèn ra đi, đi chú gọi đây. Đây cả nhà, thấy không? Đấy, về nhà đây cả nhà. Thôi cả nhà ơi, bây giờ cho cả nhà xem tổng thể mấy con cá này cả nhà. Đây là thành quả của thầy trò đi soi cá cạn nữa đây nha cả nhà. Thầy bắt cá cạn ở trên bờ, người ta múc đất lên đây cả nhà. Có gì nạo vét mương á, xem mình đi cái con nào nó trên cạn mò đó cả nhà. Thì cả nhà xem video của Hồ Sen Vlog rồi cả nhà thấy yêu mến Hồ Sen Vlog hay là thấy có vất vả cực khổ gì cả nhà, cho Hồ Sen xin một like và một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha cả nhà. À, bây giờ thôi đây. À, để cho nó sáng à, bây giờ hai thầy trò xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nha cả nhà. Bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà nha.